Này bao giờ mình được về Tết anh? À, chiều nay ạ. Chiều nay về Tết là 30 chiều nay về. Vâng. Thế quê mình ở tận đâu? Quê mình ở Mai Thanh Hóa. Mai Thanh Hóa. Thế mùng mấy tiếp thì anh lại tiếp tục phải đi bán hàng như thế này? Chắc có lẽ tầm mùng 6 đến mùng 8. Mùng 6 đến mùng 8. Thế là chiều lại mình lại hai bố con lại bắt xe khách về nhà. Chiều hai bố con đi bằng xe máy. Vất vả quá nhỉ. Thôi cuối năm thì mình cố gắng nốt ngày hôm nay, hôm nay chiều 30 rồi. Thì mình về quê ăn Tết vui vẻ với lại gia đình, người thân. Vâng, chúc anh mạnh khỏe nhá. Vâng. Luôn luôn mạnh khỏe để bán hàng tốt. Mình xin cảm ơn. Chúc nha. Đấy, quý vị và anh chị và các bạn có thể thấy là mỗi người một số phận, mỗi người một cuộc sống khi mà phải ra ngoài xã hội kiếm đồng tiền. Tuy nhiên thì đây cũng là một cách để làm đẹp cho đời và kiếm thêm nguồn thu nhập. Cũng phải bỏ sức lực ra để kiếm sống. Rất mong nhận được sự ủng hộ của bà con nhân dân. Xin mẹ tha thứ cho con, phần làm con chưa hiểu chưa tròn. Cha mẹ già này ai cũng giống, sớm trưa chiều chờ ngóng tin con. Nước mắt mẹ như xóa nát không gian, nhận tin con lánh án từ. Tay mẹ cầm nắm nhang tỏa khói, nước mắt mẹ hai hàng lệ rơi. Thương cho bầy em bé tôi thương, nữ vương tang trăng quân ngang đầu. Được khử khảo cầm tay mẹ hỏi, biết bao giờ mới gặp lại anh. Dương không về được nữa ba ơi, vì ngày mai toa xét con. Thuốc độc này cho con ba mối, ra cứ thì thằng con lội lần. Ba có phải ba đó không ba, đau lòng chi con đã đi rồi. Năm mù này còn gì để nhớ, xin vĩnh biệt kiếp ngàn. Trong cõi đời trong kiếm sống thê lương, chỉ mình con ở chốn lao tù. Xin ba mẹ đừng thương tiếc nữa, xin vĩnh biệt cha mẹ của. Bia kia ghi khắc tên con, vòng hoa kia cũng sẽ lụi tàn. Chờ một ngày mẹ cha tha thứ, con sẽ về trước làn khói hương bay. Con mong rằng hoàn kiếp thứ hai, con sẽ sống ngoan ngoãn dịu hiền. Đắp bù lại bao nhiêu tội lỗi, để bao người hoan hận vì con. Con mong rằng hoàn kiếp thứ hai, con sẽ sống ngoan ngoãn dịu hiền. Đắp bù lại bao nhiêu tội lỗi, để bao người hoan hận vì con. Hãy
con Ngọc Thắng xin cảm ơn các anh, các chị và các con nhiều. Lấy thêm gì không ạ? À? Dạ. Dạ, xin cảm ơn. Dạ. Con xin mẹ tha thứ cho con, phần làm con chưa hiếu chưa tròn. Cha mẹ già này ai cũng giống, sớm trưa chiều chờ ngóng tin con. Nước mắt mẹ như xóa nát không gian, nhận tin con lãnh án tử. Tay mẹ cầm nắm nhang tỏa khói, nước mắt mẹ hai hàng lệ rơi. Thương cho bầy em bé tôi thương, nữ vương tang trăng quân ngang đầu. Được khử khảo cầm tay mẹ hỏi, biết bao giờ mới gặp lại anh. Dương không về được nữa ba ơi, vì ngày mai qua xét con. Thuốc độc này cho con ba ra cứ thì thằng con lội lần. Ba có phải ba đó không ba, đau lòng chi con đã đi rồi. Năm mù này còn gì để nhớ, xin vĩnh biệt kiếp ngàn. Trong cõi đời trong kiếp sống thê lương, chỉ mình con ở chốn lao tù. Xin ba mẹ đừng thương tiếc nữa, xin vĩnh biệt cha mẹ của. Bia kia ghi khắc tên con, vòng hoa kia cũng sẽ lùi tàn. Chưa một ngày mẹ cha tha thớ, con sẽ về trước làn cõi hương bay. Con mong rằng hoàn kiếp thứ hai, con sẽ sống ngoan ngoãn dịu hiền. Đắp bù lại bao nhiêu tội lỗi, để bao người hoan hận vì con. Con mong rằng hoàn kiếp thứ hai, con sẽ sống ngoan ngoãn dịu hiền. Đắp bù lại bao nhiêu tội lỗi, để bao người hoan hận vì con.